Anh khoan không? Zero rồi. Ui, đây rồi anh em ơi. Chuẩn luôn. Trời ơi, chào buổi sáng, con này phải 70 phân. Xin mày. Vàng rõ rồi thì im đi.
biết đánh màu gì để dính cá bây giờ. Ấy, mẹ lại tua rồi. Lại tua rồi. Mẹ. Nó vừa tát trượt em một phát đấy. À, cắn ngay trên mặt à. Cắn ngay trên mặt thì Byburenson là một lựa chọn quá hoàn hảo. Đây rồi, đây rồi. Ôi ôi. Hàm ăn chi? Ê, tôi rồi. Đi, quán anh, câu. Trời ơi, con đấy cũng phải được 5 phân nữa anh. Em chủ quan quá, em định bốc thẳng lên.
Trời ơi, tôi chủ quan quá, tôi định bốc thẳng lên cơ. Rồi ạ. Cắn thử lại một phát coi. Trời ạ, mãi mới được táp thêm phát nữa. Chủ quan quá. Bỏ phốp ra múa. Tới rồi. Ủa, anh ấy cầm vào đây nha. Đây rồi. Đốt bút của tao. Rồi, một hai ba. Đâu 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 đâu, kéo ấy vào con đấy. 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 Xanh chưa anh? Đây rồi các cụ ơi. Đấy. Đấy. Bốp dính luôn. Trời ơi, lại con mê tiêu nữa. Từ sáng giờ hai con rồi. Thôi móc cá phát á. Đang mệt, lại bỏ phốp ra múa tiếp. Xem nó có con nào đớp tiếp không.
nó đội cho cái này lại vui nữa. Đây rồi. Đây rồi anh ơi. To quá đấy. Từ từ anh ơi, nó chạy vào hốc đá. Ra rồi. Đi. Chết rồi. Phí thế. Mẹ. Ý rồi. Ủa. Nát hết cả đi đây. Bùi đi rồi. Còn đứa tôi vãi trưởng. Ôi, mất con nữa rồi. Thôi nằm lại. Ây giời ơi. Bố bị làm hại chưa? Tôi ạ. Trời ạ, mất con bươi đi là cong rồi. Cái cú quá, nằm lại. Ôi dồi ôi. Dòng một con bươi đi, một con Mejido. Bây giờ thở bằng tay luôn. Động rồi, không cắn rồi. Trời ơi, còn rơi hai quả táo xuống kia nữa trời ạ. Đen, đen quá.
Úi dồi, mệt quá. Về chưa? Cho mượn cái thước. Hôm nay mất con Buri, tiếc quá. Mất thêm cả con Hamachi năm mấy phần vậy đấy. Nó quên chủ quan quá. Định nhân lên luôn để cho nó vào, ai ngờ nó bung mất. Hôm nay được hai con Mejiro khá là to. Đấy. Thêm con Hamachi nhé. Nói chung là hôm nay như thế này nè. Không gọi là không móm, chống móm, nhà chống móm thành công rồi đấy. Chống móm thành công đấy. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các ông trong những clip lần sau. Bye bye.